Cà phê pha bằng sữa mẹ có vị thế nào mà giá cao ngất ngưởng 190.000 đồng cho một cốc? Một quán cà phê ở nước Nga mới đây đã tạo ra món thức uống được chế biến hoàn toàn bằng sữa mẹ. Điều này đã thu hút sự hứng thú của nhiều thực khách, nhưng đồng thời đã làm dấy lên không ít tranh cãi. Được biết, chủ quán của quán cà phê này đã ra mắt loại thức uống mới lạ trong khoảng thời gian gần đây. Vì số lượng có hạn nên mỗi ngày, bình quân của quán chỉ bán khoảng 50 cốc cà phê cappuccino dùng sữa mẹ thay thế sữa tươi thông thường. Và để có thể thử nghiệm mô hình kinh doanh độc đáo này, chủ quán đã phải có nguồn cung cấp sữa mẹ đặt chứng nhận y tế. Nguồn cung cấp sữa bao gồm 9 bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Mỗi ngày thì quán cà phê nhận khoảng 5 lít sữa mẹ để có thể pha chế món cà phê theo yêu cầu của thực khách. Và vì số lượng sữa mẹ có hạn như vậy nên giá cho mỗi cốc thức uống được làm từ sữa mẹ được bán ra với giá là 8 USD, tương đương với 190.000 đồng, cao gấp 4 lần so với một thức uống cà phê sữa thông thường. Sữa mẹ thì được đựng trong một túi bảo quản 200ml và thu lao cho những bà mẹ là 12 USD, tương đương với khoảng 280.000 đồng. Một bà mẹ nằm trong chuỗi cung ứng của quán cà phê này đã chia sẻ rằng vì cơ địa của cô khá tốt nên số lượng sữa rất nhiều, dù đã bán sữa cho quán nhưng cô vẫn đủ lượng sữa để cho con ăn. Ngoài ra thì cô cảm thấy việc bán sữa mẹ vừa giúp gia đình có thêm một khoản thu nhập nhỏ, vừa không để phí sữa trong trường hợp con nhỏ không uống hết.